Thưa quý vị, ngày 31 tháng 7, các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo khu vực Trung Đông đã phản ứng mạnh mẽ về vụ ám sát nhằm vào thủ lĩnh tối cao của lực lượng Hamas ở Iran hồi sáng sớm. Về phần mình, dù chưa chính thức nhận trách nhiệm thực hiện vụ ám sát, chính quyền Israel đã tăng cường hàng loạt biện pháp phòng ngừa nguy cơ bị tấn công trả đũa. Trong một tuyên bố chính thức chưa 31 tháng 7, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei thề sẽ trừng phạt Israel về tội ác sát hại thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ngay tại thủ đô Tehran của Iran. Đại giáo chủ Iran khẳng định quốc gia hồi giáo có nghĩa vụ và trách nhiệm phải báo thù cho tội ác mà phía Israel đã gây ra trên lãnh thổ Iran. Trong khi đó, tân tổng thống của Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ khiến những kẻ chiếm đóng khủng bố phải hối hận vì hành vi đê hèn xâm phạm lãnh thổ Iran. Giới chức các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Syria, Qatar và nhiều quốc gia khu vực Trung Đông cũng đã lên tiếng phản ứng về vụ ám sát thủ lĩnh tối cao của Hamas. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan, Sufyan al nêu rõ, vụ ám sát thủ lĩnh Hamas tại Iran là sự xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và là một hành vi tội ác man dợ có thể khiến toàn khu vực Trung Đông thêm căng thẳng và hỗn loạn và cực lực lên án cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban tối 30 tháng 7, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức áp đặt các biện pháp cần thiết để buộc Israel chấm dứt hành vi chấn áp người Palestine ở Gaza cũng như hàng loạt hành vi xâm phạm luật pháp quốc tế cùng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, thông báo của Bộ Ngoại giao Qatar đã mô tả vụ ám sát ông Haniyeh là một tội ác ghê tởm, một sự leo thang nguy hiểm có thể đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông tới hỗn loạn. Về phía Israel, dù chưa tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Bộ Ngoại giao nước này đã chỉ thị cho các phái bộ ngoại giao Israel trên toàn thế giới tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh để đề phòng nguy cơ bị tấn công trả đũa. Thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, Ismail Haniyeh, đã bị sát hại tại thủ đô Tehran của Iran vào ngày 31 tháng 7, cho thấy một diễn biến leo thang nghiêm trọng, làm sâu sắc thêm mối lo ngại về một cuộc chiến toàn diện trên khắp Trung Đông. Ông Haniyeh là lãnh đạo thứ hai của nhóm chiến đấu được Iran hậu thuẫn bị ám sát trong những ngày gần đây. Sự ra đi của ông là một cú đánh mạnh vào Hamas khi loại đi một nhân vật công khai nhất đứng đầu các chiến dịch chính trị của lực lượng này. Dự kiến, đám tang của thủ lĩnh Hamas này sẽ được tổ chức tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 2 tháng 8. Doha cũng là nơi lưu trú của ông Haniyeh từ năm 2019 cho đến trước khi bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran vào sáng sớm ngày 31 tháng 7. Ông Ismail Haniyeh, lãnh đạo chính trị lâu năm của nhóm chiến binh Hamas, từng là cựu thủ tướng của Palestine, được xác nhận đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại thủ đô Tehran của Iran ngày 31 tháng 7. Ông Ismail Haniyeh, 62 tuổi, sinh ra trong một trại tị nạn gần thành phố Gaza và gia nhập lực lượng Hamas vào cuối những năm 1980. Cha mẹ ông là người Palestine và bị mất nhà cửa trong cuộc chiến Ả Rập-Israel năm 1948. Tuổi thơ sống trong trại tị nạn khiến ông sớm nhận ra những khó khăn của người Palestine, cũng chính là cái nơi hình thành quan điểm chính trị và lập trường của ông Haniye sau này. Ông Haniye theo học tại các trường do Liên Hợp Quốc điều hành, sau đó đăng ký vào Đại học Hồi giáo ở Gaza. Trong suốt những năm học đại học, ông tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị của sinh viên. Khi phong trào Hamas dần phát triển quyền lực, ông Haniye đã thăng tiến qua các cấp bậc, được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng Hamas vào năm 1997, sau khi Israel thả Ahmed Yassin, người sáng lập ra Hamas. Ông Haniye đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách và chiến lược của Hamas, đặc biệt trong mối quan hệ với Israel và chính quyền Palestine. Thành tựu chính trị đáng chú ý nhất của ông Ismail Haniye diễn ra vào năm 2006, khi Hamas giành được đa số phiếu bầu trong cuộc bầu cử lập pháp của Palestine. Chiến thắng này đã đưa ông Haniyeh trở thành thủ tướng chính quyền Palestine, mặc dù nhiệm kỳ của ông đã khiến quốc tế lên án và đóng băng viện trợ do Hamas từ chối từ bỏ bạo lực và không công nhận Israel. Vào tháng 6 năm 2007, sau một cuộc xung đột dữ dội với đảng đối thủ Fatah, Tổng thống Mahmoud Abbas đã cách chức ông Haniyeh, nhưng ông vẫn tiếp tục lãnh đạo tại Gaza, nơi Hamas đã xây dựng căn cứ. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Haniyeh đã phải đối mặt với nhiều thách thức như lệnh trừng phạt kinh tế, xung đột quân sự với Israel và xung đột chính trị nội bộ. Bất chấp những khó khăn này, ông vẫn duy trì quyền kiểm soát của Hamas ở Gaza. Năm 2017, ông Haniye đã trở thành thủ lĩnh chính trị cao nhất của Hamas nhưng lại bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố. Từ năm 2017, ông Haniye chủ yếu đi lại với Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar để tham gia các cuộc đàm phán với đồng minh cũng như các cuộc thảo luận về ngừng bắn với Israel mỗi khi nổ ra đụng độ. Từ khi cuộc chiến xung đột mới nhất giữa Hamas và Israel tại giải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023, ông Haniye là người có tiếng nói quyết định trong các cuộc thảo luận gián tiếp với Israel. Ông Haniye được đánh giá là một người cứng rắn nhưng thực dụng và sẵn sàng tham gia các tiến trình ngoại giao. Vào tháng 4 năm 2024, các cuộc không kích của Israel đã khiến ba người con trai và bốn người cháu của ông Haniye mất mạng. Thời điểm đó, thủ lĩnh Haniye đã tuyên bố rằng máu của các con trai ông không quý hần máu của toàn thể nhân dân Palestine và khẳng định các vụ sát hại sẽ không thể gây áp lực buộc Hamas phải làm suy yếu lập trường. Đến tháng 6 năm 2024, khi tất cả 10 thành viên gia đình em gái thiệt mạng vì hỏa lực Israel, ông Haniye một lần nữa tuyên bố Hamas không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào về tình hình giải Gaza nếu nó không bao gồm một lệnh ngừng bắn lâu dài và việc Israel phải chấm dứt chiến dịch tấn công. Việc ông Haniye thiệt mạng trong vụ ám sát được dự báo là sẽ tác động xấu đến các cuộc đàm phán về ngừng bắn tiến tới ngừng xung đột đang diễn ra. Sau 10 tháng giao tranh, gần 40.000 người ở giải Gaza đã thiệt mạng, nhưng Hamas và Israel vẫn chưa thể đi đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Bên cạnh đó, vụ việc cũng có thể làm leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel. Tờ New York Times cho biết, Iran đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, một sự kiện chỉ diễn ra trong những hoàn cảnh đặc biệt. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 7, Israel xác nhận đã thực hiện cuộc tấn công có mục tiêu ở phía nam thủ đô Beirut và tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của lực lượng vũ trang Hezbollah nhằm đáp trả cuộc tấn công xảy ra trước đó 3 ngày ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Ở trong một diễn biến liên quan, theo cổng thông tin mạng AIF, chính quyền thành phố Rishon Lezion đã mở các hầm trú bom công cộng cho ngày 31 tháng 7 Truyền thông Israel cho biết, hệ thống phòng không của nước này cũng đã đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo phóng từ Iraq nhằm vào thành phố Eilat. Diễn biến này đã khiến chính quyền của Tel Aviv quyết định mở hầm trú bom công cộng trong thành phố. Nhưng diễn biến này đã làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah, không chỉ dừng lại ở biên giới giữa Israel và Liban. Theo Bộ Y tế của Liban, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong cuộc không kích. Thủ tướng lâm thời của Libya, Najib Mikati, đã lên án mạnh mẽ của tấn công, cho rằng đây là sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện trách nhiệm, gây sức ép buộc Israel chấm dứt hành vi leo thang căng thẳng. Liên hợp quốc ngày hôm qua đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Trong khi đó, chính phủ các quốc gia như Nga, Iran, Iraq cảnh báo những hậu quả tiêu cực của vụ tấn công đối với an ninh và hòa bình khu vực. Không đề cập trực tiếp tới vụ tấn công. Thế nhưng, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrian Watson khẳng định rằng Mỹ đang tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để chấm dứt những cuộc tấn công khủng khiếp như thế này và cho phép công dân ở cả hai bên trở về nhà một cách an toàn. Phát biểu cùng ngày tại Trung Quốc, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni nhấn mạnh rất lo ngại về những gì đang xảy ra ở Liban và nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực trong bối cảnh đã có những tia sáng le lói trong các nỗ lực ngoại giao. Và đó cũng là điều cần được đánh giá, Thủ tướng Italia nói thêm, mỗi lần tiến gần hơn một chút đến khả năng ngừng bắn thì lại có điều gì đó xảy ra. Cuộc tấn công xảy ra tại một khu vực đông dân cư ở ngoại ô thủ đô Beirut của Liban, đánh dấu lần leo thang căng thẳng nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ tháng 10 năm 2023. Hezbollah nhiều lần đe dọa sẽ tấn công Tel Aviv để đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào của Israel vào Beirut. Cuộc tấn công đó giờ đã xảy ra và không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Israel cho biết cuộc tấn công vào cuối tuần trước ở cao nguyên Golan đã vượt qua ranh giới đỏ và cơ hội đặt ra lúc này là liệu Hezbollah có nhìn nhận như vậy đối với phản ứng của Israel hay không.